Trần Đô rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, những cụm từ như là sốt, cơn sốt đất nền vùng ven, choáng với giá đất, gia tăng chóng mặt về giá được đề cập nhiều trong thời gian qua khi nói về phân khúc đất nền tại một số địa phương. Thực trạng này kéo theo những hệ lụy gì và cần có những giải pháp như thế nào? Đây là nội dung sẽ có trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Trong công điện về các biện pháp bình ổn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành chức năng chủ động theo dõi diễn biến để kịp thời thực hiện biện pháp ổn định thị trường, cung cấp thông tin chính thống, chính xác để nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng, các doanh nghiệp chủ động công bố thông tin theo đúng quy định, không để xảy ra các vi phạm gây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Sang tháng 4 năm 2022, các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến 21 tháng 3 năm 2022, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,03%. Nhu cầu vốn tăng cao cùng với áp lực từ các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản khiến các ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tăng. Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 với chủ đề Cửa Lò tình yêu biển và khát vọng tỏa sáng đã chính thức khai mạc. Một chuỗi các sự kiện sẽ được tổ chức như giải cờ người, lễ hội âm nhạc đường phố và ẩm thực đêm, chương trình nghệ thuật về miền ví dặm, hội thi hướng dẫn viên thuyết minh viên du lịch, hội chợ giới thiệu các sản phẩm OCOP. Cũng trong tuần qua, thành phố Vinh chính thức vận hành phố đi bộ trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tài. Đây là tuyến phố đi bộ đầu tiên ở Nghệ An được đưa vào thí điểm với chiều dài khoảng 1,5 km. Tuyến phố đi bộ đi vào hoạt động sẽ thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo điểm nhấn về văn hóa, du lịch và kinh tế của đô thị Vinh. Thưa quý vị và các bạn, từ sau Tết Nguyên đán năm 2022 đến nay, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng sốt đất, giá đất nền trong các khu dân cư hay là khu quy hoạch liên tục thay đổi và lập đỉnh mới. Tình hình này gây nhiều khó khăn cho người dân có nhu cầu đất ở thực sự, cũng như công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Vùng quy hoạch Đồng Ca Lang, xóm Hưng Thịnh, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu có 18 lô đất quy hoạch. Khi vùng quy hoạch được công bố, nhiều người dân có nhu cầu về đất ở đã mua hồ sơ tham gia đấu giá. Mức giá khởi điểm là 3 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ngày 19 tháng 3 vừa qua, hầu hết các lô đất đều được đẩy giá lên mức 7-9 triệu đồng một mét vuông. Không có hộ dân nào trên địa bàn xã trúng đấu giá các lô đất này. Dân nhà em cũng có nhu cầu muốn mua đất. Bà bốn trai giống vậy. Họ trúng hết chứ có ai trúng đây mà. Thậm lý họ đấu lên chỉ hơn 2 tỷ đấy thôi chị này. Còn lên nữa là dân về cho nó sao quay lại có nói mua lại mà dân không có tiền mà mua. Đây là bức tranh chung về phân khúc đất nền tại nhiều địa phương. Đất xen rắm, đất nền trong các khu dân cư hay tại các vùng quy hoạch đều trong tình trạng sốt giá. Các phiên đấu giá quyền sử dụng đất thường có rất đông khách hàng tham gia. Mức giá liên tục được đẩy lên rất cao so với giá khởi điểm. Do cái ảnh hưởng của đại dịch Covid, nó làm một số ngành nghề gần như là tê liệt hoặc là hoạt động không có hiệu quả. Cái đợt vừa rồi thì nhà nước có điều chỉnh cái khung giá nó tăng. Các cái huyện, thành phố phân lô bán nền để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất, làm hạ tầng đẹp, đồng bộ. Thì có những người không có chuyên môn về bất động sản, người ta vẫn nghe cái tin đồn là bất động sản lên. Thế là người ta đua nhau đi cắm nhà, cắm xe và vay mượn để người ta đầu tư vào cái bất động sản. Thì dần tới là người dân là đổ xô đi và đầu tư theo cái đám đông. Trên thực tế, có rất nhiều lô đất được mua đi bán lại để kiếm lời. Nhiều người mua đất không làm nhà ở, đất đai bị bỏ hoang. Có người mua đất với giấc mơ siêu lãi. Thực trạng này sẽ để lại rất nhiều hệ lụy, bởi những người có nhu cầu đất ở thực sự sẽ khó với được mức giá thị trường. Một nguồn tiền lớn không được đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Tình trạng sốt đất nền làm dấy lên lo ngại bong bóng bất động sản có thể xảy ra. Đã có nhiều trường hợp bỏ cọc sau đấu giá, như tại thị xã Cửa Lò, trong hai năm 2020-2021 đã có trên 10 lô đất bị bỏ cọc. Một số phường xã vùng ven thành phố Vinh cũng đã có hàng chục trường hợp bỏ cọc. Cần một giải pháp mạnh trong cả cơ chế và chế tài để khắc phục tình trạng này.
gia hạn cái thời gian nộp tiền khi trúng đấu giá đất nó quá dài. Trước đây chỉ 30 ngày, còn sau này thì tỉnh quy định là 90 ngày, một cái kẽ hở để cho các cái sàn bất động sản đầu cơ đất có trong thời gian 90 ngày có thể là đi giao dịch và đi chuyển nhượng sang trong khi chưa sang tên, chưa cấp. Đó là một cái khó khăn. Cái thứ hai là cái tiền đặt cọc cho mỗi đấu lô đất nó quá thấp, chúng ta nên đưa cái mức đặt cọc, tiền đặt cọc lên từ 30-50%. Thứ hai là phải cái thời hạn nộp tiền quyền sử dụng đất khi trúng đấu giá là chỉ 30 ngày, tránh tình trạng giao dịch qua lại thổi phồng giá lên, nó ảnh hưởng đến cái thị trường chung. Từ cái khâu mà lựa chọn cái đơn vị tư vấn tổ chức đấu thầu cũng như đến cái vấn đề giám sát trong cuộc đấu giá, tránh cái tình trạng là thông đồng giá cũng như là tình trạng làm các cái co đất làm nhũng loạn thị trường giá, thông báo rộng rãi trước toàn thể người dân cũng như hệ thống thông tin đại chúng để người dân nắm được, để có nhu cầu tham gia các cái cuộc đấu giá. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang chỉ đạo kiểm soát nguồn vốn vay đầu tư bất động sản. Kinh tế xã hội cũng đang dần phục hồi sau đại dịch. Các cơ quan chức năng đang xem xét sửa đổi chính sách thuế đối với bất động sản. Đây là những giải pháp cần thiết nhằm quản lý hiệu quả hơn tài nguyên đất đai, hạn chế tình trạng sốt đất, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phong cách thiết kế thông thoáng đón gió vào không gian sống. Cảm ơn showroom Hùng Túy, công ty cổ phần Sài Gòn Trung Đô Vinh, công ty cổ phần xi măng Vsem Hoàng Mai và công ty cổ phần Golden City đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.